Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái bù lông của hãng Milky, hàng từ Mỹ về. Và nó là không chữa than, mã của nó là 2861. Thì lực của nó là 813 Newton. Và anh em nào đã có pin và sạc rồi, mua thân máy với giá 4,3 triệu. Và nếu mà anh em chưa có pin và sạc thì mua một cái combo bao gồm có một máy, một pin, một sạc, giá của nó là 6,5 triệu. Rồi, pin pin này là pin mới 100%, pin Mỹ về. Và máy pin và sạc điện 220 là 6,5 triệu nha anh em. Và giá chưa bao gồm với ship, hàng này hàng từ Mỹ về, nó có chứng nhận UL. Thì lực của nó là mở tới 813 Newton, đỡ mở cho xe tải, xe máy, anh em làm xe gắn máy ok luôn. Mở ốc 32 vô tư. Và nó là có 3 cái cấp độ điều chỉnh tốc độ dưới này. Rồi, mình test này, đây là cấp 1. Cấp 1 ha. Rồi, cấp 2. Và cấp 3. Cái thân máy nó nặng tầm khoảng là 1,6 kg nha. Nếu mà pin nữa thì nó 2,1 kg. Thì nó đủ điều kiện để mở làm nồi xe tay ga, mở xe tay ga, mở xe SH, rồi mở xe hơi các kiểu. Ok, Milky từ Mỹ về, nó là chứng nhận UL. Thì nó đầu khẩu của nó là 1/2 đầu khẩu phổ thông. Anh em quan tâm liên hệ em Tùng, thì cái Milky này nó mới 100% và từ Mỹ về, thì giá của nó cũng khá là ổn định. Nó chỉ có 6,5 triệu một bộ, bao gồm một máy, một pin, một sạc. Và cái thân máy thì giá của nó là 4,3 triệu. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Và cái sạc này, máy, pin và sạc thì nó là 6,5 triệu nha anh em. Đấy, mình cũng quay cho anh em rất là rõ ha, anh em cứ xem. Rất là phù hợp với những anh em mà chuyên sửa xe máy, thì những cái chỗ sửa xe máy, sửa tay ga là chuyên sử dụng em này, hệ thống sửa xe máy luôn. Rồi em Tùng cảm ơn anh em.